Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Betty Diary. Hôm nay hy vọng các bạn có một tuần thật là thoải mái và thư giãn bên cạnh bạn bè, gia đình cũng như là những người đồng nghiệp của mình. Hôm nay mình rất là nôn nao luôn mà cũng rất là vui nữa, bởi vì mình sẽ sắp sửa đặt hộp món quà cũng như là cái túi sách đầu tiên của năm 2021 này. Mình order kể từ một tuần trước đó rồi mà mình rất là nôn nao luôn, nó mới vừa tới như hôm nay luôn á, cho nên mình phải quay liền cái video này cho nó hot. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ mang rất là nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đặt hộp cái món giỏ sách này với mình nhé. Đây là cái thương hiệu mà đây là lần đầu tiên mình mua cái túi sách này luôn, cho nên mình rất là hào hứng luôn. Đó là thương hiệu Prada. Đây là cái bag mà nó gửi tới nhà mình đó các bạn. Mà cái này mình order online chứ không phải là đến cửa hàng ha. Tại vì đến cửa hàng thì một số cái cửa hàng nó không có cái túi mà mình đang cần, cho nên mình bắt buộc phải order online. Cái túi rất là dễ thương, các bạn có thể thấy màu trắng đơn giản nhưng mà có ẩn cái logo luôn á các bạn. Nó in ẩn lên như thế này thì rất là hay ha. Và phía trên này có một cái nơ. Bây giờ mình cùng mở cái nơ ra với mình nhé. Đây là cái túi thường thì giống như mình có nói ở trong những cái video trước đó các bạn, đa phần những cái giỏ sách đó thì họ đều có kèm theo cái túi để mình đựng chống bụi như thế này. Đây là lá thư kèm theo của CEO viết riêng cho mình. Để mình mở ra coi ở trong đây viết cái gì nha. Thật ra thì cũng không có gì huyền bí ha các bạn. Ở bên trong á là một cái thư. Cái thư của Prada Dear Customer, giống như là gửi đến cho cái khách mua về cái nội dung mà nếu như mà mình muốn return và thư cảm ơn. Thấy đơn giản nhưng mà lại rất là ý nghĩa, những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy mà người mua người ta lại thích. Nó cũng có kèm theo cái giấy gửi, nếu như mà mình không có thích đó, mình có thể gửi lại trả hoàn toàn miễn phí luôn á, free shipping. Ok. Bây giờ thì đến cái phần quan trọng nhất. Mình sẽ mở cái túi này ra. Tinh tinh. Đẹp luôn. Rất là dễ thương, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn? Để mình giới thiệu đôi chút về cái chiếc túi nylon của Prada này ha. Thật ra chiếc túi này trước đó Prada đã sản xuất hồi năm 2000 rồi đó các bạn. Đây là re-edition, cái model cũ lại. Nhưng mà mình rất là thích, bởi vì sao? Bởi vì dạo sau này mỗi một cái thời điểm thì cái sở thích của người ta cũng thay đổi. Sau này mình cảm thấy là cái túi càng nhẹ thì nó càng hay, bởi vì mình sẽ quải lên nó, mình sẽ đeo nó một thời gian rất là dài. Thì cái chiếc túi này mình thích lắm luôn, bởi vì nó nhẹ lắm luôn á các bạn. Giống như chắc 100-200 gram mà mình có thể đựng rất là nhiều thứ trong đây. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn từ bên ngoài trước rồi đi vào bên trong để mình có thể thấy chi tiết ha. Thì cái chất liệu là từ nylon ha các bạn, nhưng mà không có phải là loại nylon rẻ tiền ha các bạn. Rất là chất lượng luôn. Ở đây thì có cái logo, ở đây thì được làm leather tức là da ha các bạn. Đó, nó có ghi là Prada Re-edition 2000. Thì cái logo nhỏ như thế này mình cũng rất là thích. Mình thích những cái túi mà nó có cái logo nhỏ thôi á, không có quá show off. Rồi đây thì là cái dây mình có thể quải như thế này, mình có thể quải như thế này. Cái túi này cũng khá là spacious, rộng rãi. Cái chiều cao thì khoảng là 17 cm, chiều ngang thì khoảng 6 cm và cái chiều rộng của nó thì khoảng 22 cm các bạn. Ở phía trên nó là zipper. Cái phần mà mở ra mở vô cái khóa á được làm bằng da ha, chứ không phải là chất liệu nylon. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha.
rất là mới luôn. Thường thì cái túi nào họ cũng trộn những cái này vô để khi mà ship đến cho mình đó các bạn, cái túi của mình nó vẫn giữ được cái hình dạng như ban đầu, nó không có bị xẹp hay là bị biến dạng cái hình dạng. Thì ở bên trong đó, có một cái giấy giống như là kiểu certificate của cái túi đó các bạn. Rất là đẹp. Có ghi cái số của cái giỏ này ha. Nó rất là good, nếu mà mình muốn có nhu cầu bán lại sau này thì mình nên giữ cái này, bởi vì cái này rất là quan trọng. Ở bên trong á thì nó làm bằng giống như là vải mà có in logo của Prada. Thì bây giờ mình sẽ đựng những cái vật dụng hàng ngày của mình vào để cho các bạn thấy ha. Để các bạn thấy là từ một cái túi bự như thế này, mình có thể transfer những cái vật dụng hàng ngày của mình vào cái túi nhỏ tí ti ti này. Thì thật ra cái túi bự nhưng mà mình cũng chỉ đựng một số vật dụng nhất định thôi ha các bạn. Mình sẽ bỏ cái wallet của mình vào đây. Cái hộp phấn của mình, cái son của mình, cái nước rửa tay và cái điện thoại của mình, một vật dụng không thể nào thiếu được. Các bạn thấy đó, vẫn còn rộng lắm luôn á. Mình có thể đựng thêm một số vật dụng make up cũng được nữa, hoặc là những cái vật dụng ví dụ như là đồ sạc pin hay là chìa khóa xe, mình nghĩ là vẫn dư sức luôn á. Nhẹ lắm luôn á. So với chiếc túi này, thật ra giống như mình nói ở những cái video trước á, đều cái chiếc túi này giống như tra tấn cái vai của mình vậy á. Thì giống như mình giới thiệu hồi lúc ban đầu các bạn, cái túi này á đã được Prada sản xuất từ hồi đầu năm 2000. Thì bây giờ giống như là cái trend của cái túi những năm 2000 nó quay trở lại. Các bạn cũng biết là thời trang thì giờ nó sẽ come back anytime. Nhưng mà rất là hay bởi vì nó đơn giản á các bạn, nên nó sẽ vẫn cứ đi theo thời gian hoài như vậy. Nên đó là lý do mà mình thích cái túi này. Mà mình đã suy nghĩ rất là kỹ. Thật sự nhiều khi á, mình rất là thích những cái túi màu nèm như túi màu hồng hay là màu xanh biển. Nếu mà bạn nào có những cái túi màu gọi là neutral rồi á, thì có thể consider là xem xét một cái túi giống như vậy nhưng mà màu sắc nổi bật ha. Bởi vì nó rất là dễ thương luôn. Nếu mà bạn nào chưa có tham khảo thì cứ thử tham khảo trên website của Prada đi, đặc biệt là cái túi màu hồng. Nhưng mà tại vì mình á, thì mình rất là thích những cái túi màu neutral để mình dễ phối đồ á, thì cho nên mình chọn cái túi màu đen này. Cái màu beige thì cũng dễ thương nữa, nếu mà bạn nào cũng thích chọn những cái túi màu neutral giống như mình nói. Giống như các bạn thấy á, mình đi ở trên đường thấy các chị em, cô dì đeo túi xách thì đa phần á, làm từ da bò, da cừu hay là những cái loại da khác. Thì mình thấy rất là hào hứng và rất là hay, bởi vì Prada là tiên phong sáng tạo làm cái túi từ chất liệu nylon này, da nylon. Thì rất là, hầu như là không, mình không có thấy cái hãng nào mà làm cái này hết á. Nên mình rất là tự tin đi mà không có đụng hàng. Ngoài ra thì nói thì hơi gọi là không có bảo vệ môi trường, nhưng mà chất liệu nylon trường tồn mãi mãi như các bạn, nên mình không có sợ là cái da này nó bị hư, không có khó khắc khe giống như những cái da khác. Tại vì một số da mình sẽ phải bảo quản rất là khó, mình phải clean up. Còn đối với cái túi này thì mình sẽ cảm thấy là thoải mái hơn và sẽ đeo thường xuyên hơn. Mình hy vọng là cái video này mình chia sẻ sẽ mang thật nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Và các bạn nào có câu hỏi cũng như là đóng góp ý kiến thì vui lòng comment ở phía dưới để mà mình có thể cải thiện cái channel của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like và subscribe phía dưới nha, để mình có thêm thật nhiều động lực để review thêm thật nhiều túi xách cho các bạn nữa. Xin chào tạm biệt.